Trước mắt quý vị đây là biển bãi sau nhé. Hôm nay sóng biển đánh rất là mạnh này, bởi vì là đang có cơn bão, gọi là cơn bão siêu bão đấy quý vị. Dĩ nhiên nó đổ về ngoài Bắc nhiều hơn thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng ở trong này. Nhưng mà biển ở hôm nay á thì rất là trong xanh quý vị nhá, rất là đẹp luôn á. Không hiểu sao như cứ trước khi bão là nước biển rất là đẹp. Thì nè, tôi đang ở đây là ngay bãi sau. Vị trí tôi đứng là ngay trước cửa của khách sạn Imperial nhá. Thì gần chỗ khách sạn Imperial này này, chúng tôi đang có một cái khách sạn tiêu chuẩn quốc tế luôn á. Diện tích tới gần 7.000 mét vuông, đang bán với giá là 550 tỷ nhá. Khách sạn mới được đưa vào sử dụng mấy năm thôi. Thì khách sạn đấy là có 250 phòng nhá. 250 phòng và mặt tiền được của đường Thùy Vân luôn, gần với lại chỗ khách sạn Imperial này. Quý vị nào mà quan tâm đến cái khách sạn đó đấy, thì tôi thấy rằng đó, với cái mức giá là 550 tỷ thì vô cùng hợp lý nhá. Không có một cái khách sạn nào mà giá tốt bằng cái khách sạn đó đâu. Thì trên cái khách sạn Imperial này thì chúng tôi cũng đang có một vài cái căn hộ nghỉ dưỡng đang chào bán. Thì có một căn là 50 mét vuông trên tầng cao nhá, nhìn trực diện ra biển bãi sau này luôn nhá. Đấy, giá đang chào bán là 2 tỷ 6 quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không? Biển đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, không hiểu sao cứ gần đến bão thì là nước biển rất là trong xanh ha. Đấy, thì quý vị nào quan tâm đến cái căn hộ này hay là cái khách sạn đó thì liên hệ với chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.